phải đòn trận này thì nó cạch đến ra, nhưng đáng kiếp lắm, ai thương, ai bảo mới nứt mắt ra đã đi ăn cắp, người ta kháo nhau, quân ấy tinh quái lắm, ấy, nó cứ giả vờ đói khát để ăn xin, chát bùn vào mặt, vào người, lử thử lử thư, làm như thằng ốm, nhưng hễ sinh nhà nào vô ý, là thừa cơ thó ngay, rồi lẩn mất, nhanh như cái cắt. Người ta gờ mặt nó, người ta sợ nó, hễ nó lảng vảng đến, người ta ngờ người ta canh, người ta giữ, coi nó như một con chó đó ị một hôm, nó vơ vẩn giữa đám hàng bán rong. Thấy nó, bà hàng rau đứng dậy, quẩy gánh lên vai, đi chỗ khác. Bà hàng thịt sờ lại ruột tượng, bà hàng bún riêu nắn lại túi tiền, bà hàng lê bấm cô hàng bánh đúc, chị bán bánh rán sốt đưa mắt cho bác bán khoai họ thì thào, thằng ăn cắp. Trông nó đáng sợ thật, hai mắt trắng dã, lấm là lấm lét, tóc thì bồng lên như tổ quả da đen thui thủ mặt dạn như men lọ cổ, hai tay thọc vào túi cái áo tây tàng, sơ xác như tổ đỉa, nó đứng nhích ra chỗ bóng nắng, rún dày cho ấm. Nó nhìn gánh bún rượu, nó nhìn mệt bánh đúc, nó nhìn rổ khoai lang, cơ chừng nó thèm, nó thèm vì nó đói thấy nó ám, các bà chẳng dám đuổi, nhưng bụng mong nó cút ngay bị nó đứng một lúc. Dỗi quá, nó chìa bàn tay ra xin, xin bằng những câu văn sách thuộc lòng, chứ không cô lấy giọng nằn nỉ khốn nạn cắn cỏ lại bà, con đói khát, bà làm phúc thí bỏ cho con đồng cơm bát chá ỏ thấy nó sở giọng các bà giữa giết ruột tưởng, túi tiền, thức hàng. Để bận sau, đi mà xin chỗ khác, nó nhăn bộ răng trắng như bầu da, cười láo cá. Gớm chết, nó cười gì, ai biết được, hay là nó chê các bà lần này quá khinh nó, vì nó tham cơ hội mà xin đó thôi nó làm bộ. Lắc túi cho các bà nghe thấy tiếng su kêu loành xoành. Dành con thực nó lại đứng yên, nó ngắm, hai mắt tròng chọc vào cái nồi bún riêu khói bốc lên ngùn ngụt, vào cái nồi bánh đúc ngon lành, vào cái rổ khoai tròn chính như, ông ỉ. Nó chảy nước dã ị nó thèm, vì nó đói thực, suốt từ sáng, nó chỉ được có sáu đồng trinh, và một bát cơm ngụ ý. bát cơm ấy, chưa đủ sức đền vào chỗ nhịn chiều hôm quả nhưng thôi, làm quái gì cây vặt. Ăn không ra bữa đã quen từ thuở bé. Nó chỉ thấy đói chứ không thấy cồn cả ọ nó ngồi sán vào cô bán bánh đúc. Nó chia tay ra xin một miếng, cô hàng ôm khư khư lấy mệt vào lòng, xua lấy xua để, chưa bán mở hàng đấy. Khỉ ạ, à, nó lại lê dịch sang kể nồi bún riêu, lại bà, con ăn mày bà một bát. 36 cây nõn nường, mỗi bát mấy đồng xu của người ta đấy. Thôi đi, dơ, nó lại mó vào củ khoai lang, tùm tìm cười, bà ấy vội hất tay nó ra và mắng, bà thì tát cho một cái bây giờ, đừng láo. Bà hàng lê chắc chẳng đời thừa nào nó dám động đến hàng mình, là thứ xa xỉ phẩm, đùa nó rằng, một hào một quả, bỏ tiền đây, tao bán cho nó cười, lắc đầu bà ấy ném vào lòng nó một mảnh vỏ quýt. Nó đỡ được, bỏ vào mồm, nhai gao gá hụ rồi nghĩ thế nào, nó đứng dậy ị tay nó đếm xu trong túi, nói với bà hàng bốn riêu, bà bán cho cháu một bát mày có tiền không? Nó gật đầu, mạnh bà ỏ rồi đắc chí. Nó lắc tu ị bà ấy múc cho nó một bát đợi ị nó ăn. Phù phù, nóng, suyệt soạt, cay, ngon quá, ai cũng yên bụng, không ai để ý đến nó nữa hạ Họ nghênh xe đạp, họ nhìn tổ họ pha trò, họ cười ha hả, nó vẫn ăn, ngon quá, cộng cộng 5 phút, 10 phút, bỗng chốc, ối ông đội xếp ơi, thằng ăn cắp, ai đùi hộ tôi bọn bán hàng nhốn nhá ỏ chạy tứ tung, quang gánh vướng, người ngã, hàng đổ, bát vỡ, bắt lấy nó, thằng ấy cắm đầu cắm cổ chạy, nhanh như mũi tên. Rồi ơi, nó kia kia, ai đuổi hộ tôi, một người qua đường đuổi theo nó, hai người qua đường đuổi theo nó, rồi ba bốn người, sáu bảy người, bắt lấy thằng ăn cắp, rồi hàng chục người rồi không đếm được bao nhiêu người nữa à họ chạy huỳnh huỳnh. Họ làm như bắt giặc, ai cũng kéo cả ra đường để nhìn thi o một thằng chạy mấy trăm người đuổi bội mù. Bà ấy chạy sau rốt, áo lấm, khăn sổ, tóc rũ, ngửa mặt lên mà kêu, ôi ông đội xếp ơi, mọi người hỏi nhau ụ ai mất gì? Người bảo, nó cắt đứt ruột tưởng của người cả người bảo, nó lần túi người ta. trà thằng oe con gớm thật, rồi lại thêm mấy chục người nữa đuổi theo thằng ăn cắp. Thằng ăn cắp, bắt lấy nó, ôi ông đội xếp ơi, nó ăn cắp của tôi kìa ông đội xếp đến thực bỏ mẹ ông ấy cắm cổ gò lưng bấm chuông liên thanh đạp xe đuổi thì họ nó vẫn chạy như khoảng cả hai chân lên va ị chạy hăng quá nhưng người đuổi chạy nhanh hơn bà ấy thì lạch bạch như con vịt kêu không ra tiếng mỗi lúc một xa nó xa nó đến sáu bảy mươi thước khổ thân tôi rời đất ơi đến ngã tự may quá một ông chẳng hiểu đầu đuôi ra sao nghe tiếng kêu đâm bổ ở trong nhà ra tóm ngay được cổ nó. Nó cúi xuống, mồ hôi trơn, ông ấy suýt nắm trượt. Nhưng liền vớ ngay được cánh tay nó, nó rằng giả dạ ông ấy khỏe như vâm, quật ngay nó xuống đánh quách, ngã sấp xuống đường đá, xây sát cả người, máu mê bê bết. Ông ấy vồ được nó, nó ăn cắp gì, nó giật khăn, ước, một cái đá vào mạng mỡ, chạy nữa đi, hự, một quả tống vào ngực, nó méo mặt, không thở được, đành chịu nằm yên người ta chạy tới dần, nắm chặt lấy nó, nhưng chẳng nắm, nó cũng chẳng chạy được. Hút, hút, bốp, bốp, này chưa nay, ăn cắp này, ai cũng phải giã cho cẩn thận, để bỏ lúc chạy mửa mật bắt nó. Nó là ị nó van, nhưng ai thả dại gì mà tha thằng ăn cắp, họ càng ghét, túm lại, đánh như mả cho đáng kiếp. Nó giật đôi khuyên vàng của người ta họ lại đánh túi bụi, không tiếc tay 13-14 tuổi đầu, đã dám lần lưng lấy của người ta năm đồng bạc, rồi lại đánh người ta. Họ lại tức giữ, lại cho thêm một trận, nó đau quá, nằm sóng xoài, không nói được ngữ hả à, hai mắt lừ đừ, khốn nạn như con chó bị trói giật bốn cẳng ra đằng sau lưng. Họ khám túi nó, tang vật nó tẩu đi đâu rồi ỉ mày để đồ ăn cắp ở đâu nó có đàng. Nó mở mắt ra nhìn, họ lại ụt, họ lại tụ họ lại tát, họ lại đá, không tiếc ta ị rồi lại hô, đánh chết nó đi nó cũng gần chết thực. Những mũi giày, những mọn gân bò, những quả đấm, những nhát gậy, làm nó đau ê ẩm cả mình. Phen này có sống cũng thành tật, nó cự ả à nó nhăn, nó ôm bụng, đám đông càng ùn lên, xe pháo tắc tỉ không đi được. Ông đội xếp lôi tay nó dậy, a lê, lên cầm, nó mềm như sợi bún, không dậy được. Nó giả vờ đấy, lại mấy cái móng giò, lại mấy cái tác để đợi người khổ chủ còn đương y ạch chạy theo ở đằng xạ bà ấy mệt quá không lê được một bước không kêu được một tiếng cơ chừng tiếc của ả à, cơ chừng hết sức cơ chừng hết hơi không biết mất cái khăn đôi khuyên hay năm đồng bạc không biết bị nó đánh có đau không chờ bà ấy đến sẽ rõ ông bà giữ lấy nó cho tôi có thả nó cũng không chạy được mau lên bà ấy vẫn chạy bà ấy vẫn kêu bà ấy vẫn thở thảm quá, vòng người đứng giãn dạ bà ấy đến, hồn hển thở chẳng được, phải, nó đây rồi bà ấy vồ lấy nó, và lấy vả đi. Bà ấy đánh cứ tưởng mạnh, nó cũng không biết đạo nó mê lên rồi bà ấy kiệt sức, ôm chầm lấy nó, rồi ngã sóng xoài ngay cạnh. Giả tao đây, giả, tao, đây, nó không thở được, nó nhăn, nó lấy gì của bà, các ông đưa, nó lên, cầm, hô, tôi, bà mất gì. Bà ấy cố trả lời, nói rời rạc như người sắp tắt thở, nó ăn của tôi, hai xu, bốn riêu, rồi, nó quyệt, nó chạy. Chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe chuyện đọc trên kênh youtube của chúng tôi. Sự quan tâm và phản hồi tích cực từ các bạn là động lực lớn. Hy vọng qua câu chuyện, chúng tôi đã mang lại những phút giây thư giãn và suy nghĩ sâu sắc. Mọi ý kiến đóng góp giúp chúng tôi ngày càng hoàn thiện. Hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký kênh chia sẻ và để lại những bình luận ý kiến của bạn chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến những câu chuyện thú vị và ý nghĩa hơn nữa